chỉ từ hai cây xanh, ông Nguyễn Văn Trung ở thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã uốn cành, cắt tỉa cây để tạo thành hình mái nhà độc đáo. Sau gần 30 năm, mái nhà từ cây xanh của ông Trung đã phủ kín mặt tiền trước ngôi nhà khoảng 15 mét, cao hơn 4 mét và chiều dọc mái 6 mét. Nó là cây xanh thôi, nhưng mà ví dụ quê ta giống xanh của Nam Định. Một năm thì có thể nó là cắt tỉa 3 lần hoặc 4 lần. Cứ trồi ra đâu mấy tháng nó trồi ra nó thấy nó dài dài cái này này, xém luôn phải. Đặc biệt, gần 30 năm qua, mái nhà được tạo từ cây xanh không cần uốn theo khung mà được ông Trung uốn hoàn toàn tự nhiên từ những cành, nhánh cây bám xếp vuông vắn vào nhau. Qua thời gian nhiều năm, giờ đây mái nhà từ cây xanh đã tạo bóng mát, cảnh đẹp và là nơi để người dân ngồi chơi, trò chuyện.